Giá xăng tiếp tục tăng vượt 26.000 đồng. Trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh như phố Wall hay kèm casino. Sao cái thằng cha nội này hôm nay lên chém kinh như ta? Hình hài về một trung tâm tài chính quốc tế đặt ở thành phố Hồ Chí Minh hé lộ dần hai ý tưởng khá trái ngược nhau. Thì hôm nay cái ông này Disneyland nè, lỏng quá. Ủa, vừa Disneyland vừa trung tâm kinh tế tài chính thế giới đó hả? Ờ. Dạo này sao ông nào nấy bom rẻ lắm sao ta? Nhưng mà cũng muốn... Đề án cũng nêu rõ nhà đầu tư chiến lược là một hoặc một nhóm nhà đầu tư cam kết đầu tư tối thiểu 10 tỷ đô. Cam kết nha mấy em. Cam kết rồi đó. Mấy... Chơi kiểu này xong rồi đất nó sốt nữa nè, quỷ à. Mẹ có cái công viên làm sao đó, giờ lên phản biện nhóc trời mây trên đó. Trung tâm tài chính mà thế giới nữa mới chịu chứ trời trời. Phong tỏa một chung cư thành phố Hồ Chí Minh vì Omicron. Biết chưa nào nữa. Thêm 46.000. Hôm qua như 47 hay gì á. Giờ nó có nhảy ngày nửa trăm không trời. Giờ Covid người ta chán luôn rồi. Tin Covid giờ ngày nào người nó nhiễm cùi nùi không ai bỏ luôn, không ai quan tâm, không ai khe hết á. Ở ngoài Hà Nội nói gia đình nó F0 chăm sóc là F1. F0 đông hơn F1. À. Nhà có một người là F1 và con F1 hết. Xong rồi F0 đi nấu ăn đồ này nọ, xong rồi cho F1 ăn, xong F1 ăn xong rồi xịt khuẩn cái phòng đó, xong đeo khẩu trang vô ăn tiếp. Vậy chưa đâu, F1 nó nhốt vô trong phòng này nè, F0 ngoài nó nướng cho bò vậy. Đó, xong rồi thay cơm vô, nấu cơm má mẹ đi. Thay ca, xong rồi F1 không bị F0. Tại vì F1 nó là gì, chích ngừa rồi với khuẩn, với virus yếu gì đó, không bị F0. Em đổ 23 ngàn hay 4 ngàn á. Có để anh đang cộng ông giá xăng đang cao để anh mua xe điện hợp pháp. À, có lý do đúng không? Đúng. Mốt rồi, điện tăng luôn mà đổ bằng gì? Điện tăng luôn. Nếu mà điện tăng quá em xài năng lượng mặt trời thầy. Năng lượng mặt trời cũng ra điện thôi chứ ra gì mày? Thì điện tăng nhưng mà có năng lượng mặt trời làm có điện rồi sạc pin này kia nọ. Nhà của mày bao lớn mày đặt đồ xài năng lượng mặt trời? Nhà có mấy mét vuông đồ xài năng lượng mặt trời? Em là anh rồi em. Mày thấy cái vụ năng lượng mặt trời chết nhiều nhà rồi đó. Tao nói thiệt á, cái bài toán tính nó lỗ như vậy mà cũng bay vô làm nữa, chịu luôn. Ở dưới quê tao đơn giản tao nghĩ thôi giờ làm vậy đó rồi 5-10 năm rồi đấy thu hồi vốn còn lại mấy tấm pin đồ tiền điện trang trải hàng tháng. Tao nói thiệt có mấy thằng bán pin á thì nó nói 15 năm trừ hao ra đi. Trừ hao ra. Nội bây giờ nói là cái pin thôi, ví dụ nó hư xử lý kiểu nào chưa có phương án mà. Ờ không, nó trừ hao ra, thứ nhất không biết được 5 năm không, thứ hai nữa đó. Đó, đang tính toán trên cái thời lượng nắng tối đa. Bữa nào đó bão dài ra đám rồi xong rồi cái nó u hoài lỗ. Rồi chưa kể giữa chừng nó bị này bị kia trắc lên trắc xuống rồi nói giờ cái cuối cùng là tiệt chiêu giá bán này, ông không kiểm soát giá bán, ông ngồi đó ông tự tin ông tính. Nhưng mà... cái thời đó hay nhất là mấy thằng khứa tối ngày bay vô dây lắp điện năng lượng mặt trời, dây lắp điện mặt trời, dây lắp điện mặt trời đi, coi quy định tao xài tái như tiền điện. Điện mặt trời chịu nhiều, chịu được có 10% lắp làm gì? Điện năng lượng mặt trời tháng nó tính toán công suất maximum á, anh được 20 triệu. 20 hả? 10% 2 triệu. Mười mấy triệu, 20 triệu, được à, được 20-30% gì đó. Là cái building này. Lại chạy luôn, công đức luôn á. Building này 200 triệu tiền điện. Ủa là diện tích nhiêu anh? Diện tích lắp nguyên nhà luôn. Nhưng mà có đất mặt dọc không anh? Không. Mặt trên nóc máy thôi, dọc gì mà. Dọc nữa anh. Khùng. Mặt dọc hai bên rồi, bốn mặt nữa chứ. Ủa mày có bị điên không? Mặt dọc hai bên đất nhà nước hay là đất của người ta sao lắp được? Không, nhưng mà cái tòa nhà anh thì đâu sao anh tức mẹ thằng này nói chuyện nghe biết là không biết phải dân xây dựng rồi. Trời ơi, cái diện tích hai bên nhà là diện tích không phải của mình. Sao mày lắp được? Nghĩ lắp máy vòm sao anh? Hả? Lắp máy vòm mà sao anh? Máy vòm là gì? Chồng nhưng mà lắp kiểu máy vòm tay diện tích lên. Không được, trời ơi, cái nguyên tắc nó hứng phải bao nhiêu độ nó mới hứng được ánh sáng nó mới ra điện. Mày đâu có chế được chỗ đó. Tất cả đều phải nghiêng khoảng chừng 15 độ. Khó quá ta. Mỹ đất nó rộng, hiểu không? Cái xưởng của Mỹ nó chà bá luôn. Đất nó rộng. Nó lắp cái đó là nó được cũng nhiều nhiều rồi. Chứ phần khi điện bên những cái chỗ đó là điện nó mắc. Không như Việt Nam mình điện giá một. Còn bên bển điện nhiều giá. Tức là cái chỗ đó đó là nó kéo dây rất là. Cái vùng sâu, vùng xa, vùng rừng, vùng rú đó. Điện nó mắc nên nó lắp cái tự nó xài luôn. Nó kết hợp cái máy phát đèn với cái này điện năng lượng mặt trời đã chơi được rồi đó. Vậy anh Mỹ là tiền thuê nhà điện nước vẫn tính bill hàng tháng. Đương nhiên. Chứ mình tao bao mày mời. Em tụi nó
nó mắc hơn Việt Nam một chút. Ví dụ Việt Nam điện 3.000 ký nó khoảng 3.000-4.000, mắc hơn xíu à. Nhưng mà tính ra đồng tiền của nó thì rẻ. Dạ thầy thấy sao mà nước ở bên nước uống nó mắc chứ thầy? Nước uống nước sạch mắc chứ thì sao? Có nhiêu đâu, có 1 đô 1 lon mắc gì mày. 1 đô nửa lít. Nước sỉ thì chắc được 80 sen. Còn một chai bự rẻ nữa. Nó cũng như mình thôi chứ mắc gì. Mình chai 5.000 đúng không? Thì cứ mình chai 5.000 nó có như chai 15.000 đi. Thì còn mày không thích uống, mày há mỏ ra mày uống nước trong vòi đó. Chết đâu. Người dùng đua nhau quỷ dịch vụ SMS Banking vì phí cắt cổ. Nhà mạng lãnh hậu quả. Ủa tự nhiên nhà mạng liên quan gì ngân hàng chứ? À hủy dịch vụ thôi mà có gì đâu. Nhưng mà cái đó ngân hàng phải trả tiền cho nhà mạng mà anh. Ừ thì nhà mạng kiếm thêm đúng không? Nhưng mà em không có tin tưởng cái OTT của app lắm. Nên em cứ để luôn. Sao tốn nhiều thì anh biết được phần mềm nó là... Nó bị mít này mít kia sao? Sao mít được, nó theo điện thoại mà. Đâu có đó đâu OTT, nó thông báo số dư đâu OTT gì đâu em. Nói chung SMS Banking đầu này nọ chỉ được 50 triệu rồi mày ai thèm chơi. Đến giờ tao chuyển 5 tỷ đồ. Chuyển 5 tỷ khe mấy chục ngàn SMS. Không phải là mấy chục ngàn SMS mà vấn đề SMS không cần. Trung người Ukraine sơ tán sang Nga trong hoang mang. Dưới ánh đèn lờ mờ trong căn lều biên giới, các bà mẹ bế con chờ đợi chuyến xe rời Ukraine đưa họ sâu vào lãnh thổ của Nga. Ở bên Mỹ có cái chung tao nói cái số phận bây giờ đi qua Nga mà lỡ chiến tranh xảy ra Nga bị cấm vận thì cũng móm. Nga nói không còn đường lui trong khủng hoảng Ukraine, ghê vậy. Đại sứ Antony Antonov cho rằng nếu Nga nạp Ukraine, NATO sẽ đẩy Nga vào cảnh cho rằng kết nạp Ukraine, NATO sẽ đẩy Nga vào cảnh không còn đường lui, điều Moscow sẽ không bao giờ chấp nhận. Mâu thuẫn quá ha. Thôi mấy bạn bình tĩnh đi bạn ơi. Giờ căng quá. Nhưng mà bên NATO đâu kết nạp Ukraine đâu. Chưa mà. Em lại thấy có nó... khác anh ơi. Nghĩa là gì em? Thằng Ukraine nó nói chung nó vừa ăn cướp vừa la làng, kiểu như nó sẽ quýnh phiến quân để cho phiến quân đúng rồi đó. Thì nhưng mà giờ đứng trên vị trí của Ukraine em đã để phiến quân trong đó. Giờ ra ngô ra khoai được ở được ly dị đi chứ thiệt anh cũng thích vậy đó em. Bây giờ ông rõ ràng đi, ông ly khai làm sao, ông theo nào theo phe mẹ đi chứ ông nằm vùng hoài. Chết ta hết, hiểu không? Nên ở Ukraine có cái thấy khó của mình. Mà rõ ràng Ukraine nó làm vậy nó không sai. Đó. Còn bây giờ nếu mà nói sai giờ Liên Quốc gì bay vô cứu, giờ lập có nước riêng luôn. Giống như Israel hồi xưa đó, lập nước riêng luôn, Ukraine không quyền đánh, Ukraine đánh thì Ukraine sai. Còn giờ nước đó về thì thờ Nga đi. Đừng có ăn cái táo đầu cái me, vậy xong. Hợp lý luôn, quá đẹp. Chứ giờ xử kiểu đó ép Ukraine quá. Mà có khi nào Ukraine dựa vào cái cớ này để gia nhập NATO không anh? Đúng rồi. Tại vì bây giờ Ukraine chơi bài chí phèo cào mặt dạ. Đúng rồi, y chang. Ủa mày không giúp tao quýnh vậy đó, quýnh Nga qua quýnh lộn chiến tranh nổ ra, tao bị khủng hoảng về nhân đạo, dân tao lùa qua mày, mày lúc đó mày chết luôn. Chơi chí phèo. Đúng không? Hả? Chứ bây giờ nghĩ coi Ukraine bao nhiêu triệu người lùa nửa nước đi coi bên kia xử kiểu gì. Khủng hoảng liền. Còn bây giờ miền Đông mà đi qua Nga trước mớ rồi đó. Không, miền Đông đi qua Nga trước mớ, 3 bữa sau cấm vận Nga. Không phải, tức là lý do nếu mà Nga mà đánh. À Nga đánh khác. Thì xong rồi cấm vận Nga bển làm gì ăn? Lại thêm đó nữa, nhiều vấn đề đó. Thí dụ giờ Nga nhảy vô nói là về nhân quyền được không anh? Lý do là bây giờ tao thấy người dân nước mày khổ quá, cái lực lượng ly khai á được bị kia quýnh á, thôi tao qua tao hỗ trợ thôi chứ đâu phải lấy nước tao hỗ trợ. Cái đó thì được nhưng mà lộ quá, cái đó là vi phạm luật pháp quốc tế, nó lộ quá em. Nhưng mà có cái hành vi là cấp hộ chiếu cho người ta đó, đúng không? Cái chuyện mà cấp hộ chiếu cho người ta đó, nó giống như xâm lược rồi chứ còn cái gì nữa. Cấp hộ chiếu cho mày thì mày về nước mày ở đi. Mày ở nước tao mà chống tao sao ở được. Giống như mấy nào ở Cali đó. Xong tịch mà anh. Cali nữa rồi. Tối ngày phá vỡ ban giao không sao được. Bởi vì mấy nước nhỏ mà đi ký hợp đồng dễ bị hiếp lắm. Bác Chính Thành nói là NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine nên Ukraine chọn giải pháp bạo lực. Chuyện đó đương nhiên. Một phần là người Ukraine người ta cay nữa em. Cái chính là người ta cay.
Rồi còn bên kia tuần hàng là chuyện đương nhiên. Má hài nhất là hôm nay thằng nào nó mấy bài báo nó bình Nga cường quốc số 1 đồ. Là kiếm được Ukraine cường quốc số 1 á. Rồi xong rồi coi NATO như là gấu bông á, hài lắm. Bên kia là gấu bắc cực, NATO là gấu bông. Nói là gì à, cứ cái bài mà Nga làm cho NATO run rẩy lẫy bẫy khiếp sợ choáng váng vậy đó. Người gốc Nga, Nga có quyền cấp quốc tịch anh. Cái gì em? Người gốc Nga, Nga có quyền cấp quốc tịch. Cấp cái gì nước người ta, mày cấp cái đó là mày xâm phạm mềm, mày cấp khí. Bây giờ ví dụ giờ mày nghĩ sao, Mỹ nó qua Việt Nam nó cấp nước Việt Nam mình quốc tịch hết 30 triệu dân. Mà Nga nó đang chơi chiến thuật đánh mà như không đánh nè. Rõ ràng là Nga đánh rõ ràng luôn. Nói chung là nè, bây giờ anh thấy cái thế cờ này Nga có làm gì cũng thấy khó của mình, từ quầy tới thua. Đâu ăn được gì đâu. Nhưng mà chơi cái này thì là cái nước đi mà lợi hại nhất của Nga rồi. Tức là cũng phải hay á, là Nga đang cầm cái bài là thua chót hoặc thua nhì. Giờ Nga quýnh hay, Nga thua nhì. Mà đối với anh đó, những người vua về nhì là những người hay. Còn bài lớn thì nhất chìm thường. Quan trọng mày không thua chót cũng phải hay. Vua về nhì mới chịu vua về nhì. Chứ giờ có làm gì đi chăng nữa, nền kinh tế của Nga cũng khởi sắc. Mà người Nga bây giờ làm gì làm trên thế giới, những cái phần còn lại á, người ta vẫn coi là một dân tộc hiếu chiến. Mở miệng là có đánh đấm. Nhưng mà rõ ràng giờ Nga cũng đâu đánh đâu anh. Thì Nga không đánh, nhưng mà bây giờ truyền thông phương Tây nó đang làm giống như Nga đi quýnh đi tới nơi vậy đó. Thì bây giờ có quýnh thì không quýnh thì cũng vậy thôi à. Nga quýnh thì người ta coi là gì. Rồi Nga không quýnh thì người ta nói tối ngày hăm dọa rồi điều binh thì tùm lum la. Thì điều binh thôi mà. Thì đó ý anh nói mày. Ví dụ như tụi em phân tích về mặt thời sự, về chính trị thì tụi em nghĩ vậy. Nhưng mà đối với người bình thường, cuộc đời tao sáng đi làm, tối đi giũa, rồi ban ngày đi chơi. Anh chỉ nghĩ rằng ở một cái thằng nào mà tối ngày mà đi mà chí phèo không là không ưa rồi đó. Đúng không? Nó là vậy thôi. Cái vấn đề mình phải coi dư luận thế giới nữa. Chứ không phải là mình sống mà mình cứ ở đường tao làm. Đường tao làm mà cấm giận cả dân tộc lấy gì ăn. Ví dụ như cái sự cấm giận đó vô lý á, thì người ta còn binh. Nói mày cấm giận kiểu, nó cấm giận mày đúng rồi mày ơi, rồi xong luôn. Ai binh mình, ai cứu mình. Còn mấy thằng cơ hội chính trị, mấy thằng cơ hội mà giống như thằng ở phía Nam đi, cơ hội này nọ kia thì nó, cái lời nói của nó đâu phải là nó thật lòng. Mà cũng đâu phải là một tình bạn vĩnh cửu. Mày nói cơ hội thôi. Nên nó bởi vậy cái những cái thế trận bây giờ nó khá xấu cho Nga. Tức là đang yên đang lành tự nhiên thêm cái vụ này. Em đồng ý không? Đúng rồi. Đang yên đang lành không có gì chứ, thêm vụ nội dung đang quậy. Mà không nội dung đang quậy là mình phải hành động. Mà mình hành động cho mình thắng tất cả đó là cùng lắm Ukraine đầu hàng hết. Mà Ukraine đầu hàng trở về kịch bản trước đây cũng đâu có lời miếng nào đâu. Đúng không quý vị? Ăn nguyên bản cho không thua thêm. Ủa thua hơn chứ anh, cấm giận nữa chị. Nếu mà Ukraine về bên Nga kìa. Thì nói chung á là nó không thua thêm về mặt an ninh. À. Còn cái mặt kinh tế thì đương nhiên thua nặng luôn. Kinh tế là giờ là Nga là cả như có thể nói một câu là hết thời rồi. Mới nghe nhúm chút xíu rồi hồi năm 2014 giá dầu lên đó, gõ cho cái bóp. Hồi năm 2014 là giá dầu trên 100 đô thùng á. Là lúc đó là Nga rất tự tin khi mà Nga lụm rim á. Đó. Chứ nếu mà giá dầu thấp chắc Nga cũng lụm. Nhưng mà sau khi lụm một phát mà nó tụt đùng 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 bao nhiêu năm sau đó. Tới hồi cực cực thấp luôn còn 30 đô một thùng. Là lúc đó đồng rúp là kể như tan nát. Là cái thời đó là mới cấm vận nhẹ thôi đó, chưa cấm vận về mặt kinh tế á. Nhưng mà loanh quanh những ngày gần đây thì giá dầu cũng trở lại cái ngưỡng năm 2014 thì có... Thì đang thơm lại. Nhưng mà sao mà Nga vẫn chưa đủ tự tin khi mà giá dầu lên được cái mức này là... Chưa. Xong tự tin đi quýnh cái này nó khác, cái vụ cream chỗ cùng rất nhỏ nhỏ thôi. Đúng không? Cream là một bán đảo. Mà cream lúc đó quýnh là lúc đó là bên Ukraine nó đang bị sơ, nó bị lỗ hổng. Nó đang gọi là đấu đá giữa hai cái phe chưa có rõ là phe nào thắng. Thân Nga vậy? Khi mà lấy luôn cái rim thì kia mới sẫm. Đúng rồi. Đó. Là lúc đó là cái cửa vô NATO của Ukraine rất lớn luôn. Là cái phe thân Mỹ với phe thân châu Âu nó đập đơn phát một cái rim mà Mỹ đổ quân vô một cái là ngon lành được. Ồ với vô NATO luôn. Nhưng mà Nga lúc đó nhanh hơn. Nga nhìn ra cái nước cờ đó mà Nga nói chung là cái sự gọi là hành động về mặt quân sự và chính trị của Nga nó nhanh hơn Mỹ rất nhiều lần. Đó. Tại nước kế bên mà anh. Thứ nhất á là nước kế bên, thứ hai á là cụ Putin nói gì là ở dưới phải nghe. À. Được không? Rất là nhanh. Nên Mỹ nó chậm hơn cái cú đó.
Còn bây giờ cái cửa vô vô NATO của Ukraine nó không bằng năm 2014. Mà lấy cái vùng miền Đông đó thì nó lại vô lý quá. Nó vô lý hơn cái Rim. Nhưng mà đạt cái thỏa thuận 2015 á là cái min đó là Nga thắng. Bởi vì cái năm đó là năm hình như ông Obama là tổng thống cái gì chứ làm tổng mày cú bắp. Cái điểm nó chất dở thì người dân Mỹ ta phản đối là đúng rồi đó. Về mặt chính trị thế giới nó nhục. Tự nhiên thua cái Rim, thua cái đồng min nữa. Thua là điểm nào? Tức là bây giờ là phải tôn trọng hiệp định ngừng bắn và công nhận nó là nước ly khai ở mức độ nhỏ nhỏ thôi. Vậy là thua rồi chứ gì nữa. Đang là cục đất ở trong nước mình, đang là tỉnh của mình, giờ phải chấp nhận hiệp định ngừng bắn. Phải chấp nhận nó là số quyền ly khai tự trị. Là cái Ukraine thua. Ukraine thua, phương Tây thua. Giờ có một bài thỏa thuận là Ukraine với NATO bắt tay lấy lại phim. Bắt tay vô NATO mới lấy được. Mày lấy được chiến tranh thôi chứ gì đâu rồi. Thì kiểu đó càng, chứ nếu mà càng chiến tranh thì bên NATO có lợi hơn. Không không đâu, chiến tranh vậy không. Tức là cái chiến tranh đó đó nó theo anh thấy á là nó sẽ thương vong rất là nhiều. Còn nếu mà anh là NATO nha, anh không chiến tranh vậy, anh cấm vận chừng 10 năm nữa. Để coi nước Nga tồn tại thế nào và anh coi dân Nga có chịu nổi hay không. Lực yếu rồi từ từ đó nạp nhẹ nhẹ thôi. Đúng không? Và bên cạnh đó xây dựng Ukraine mạnh lên. Đó là hướng đi đó là để cho Nga tự nhả Crimea ra hay là không phải tự nhả mà để cho gọi là mình cô lập nước Nga rồi từ từ đánh lộn là không hay. Không, nhưng mà bây giờ nếu mà mình cô lập nước Nga thì sẽ có cường quốc khác thay thế. Cường quốc kia hả? Kìm được hai ba đứa luôn. Sao nổi anh? Nổi chứ. Bây giờ vậy nè. Bây giờ thí dụ đầu tiên là lo Ukraine có vô NATO hay không, đúng không? Bây giờ mà cho Ukraine vô NATO là ông Nga có cự không? Lo cái đó trước đã, cái riêng sau. Bây giờ em cho Ukraine vô NATO, Nga không cự liền. Cự, tao cho mày cự rồi làm cự là bực đúng không? Bực qua lại bực ở mức độ nào? Đó. Thì phía NATO, phía Mỹ phải control được cái đó. Trên giấy thôi. Rồi sau đó đó, FDI đổ ầm ầm về Ukraine luôn. Xây dựng một cái Hàn Quốc thứ hai ở Ukraine. Ồ, nóng máu à, cái này Nga nóng cái đó là cái bài cà khịa em. Sau 10 năm Ukraine thay đổi thế nào? Đó, cái là bài cà khịa cực đau luôn. Ba tỉnh miền Đông đó phun máu chết. Gọi là mình mà cách trả thù mà giả man nhất là mình thành công. Hiểu không? Ukraine cũng đó cù thơm luôn. Nhưng mà về quân sự, về chính trị thì thôi ok, để cho Mỹ NATO ok đi. Để mình đổi lấy cái kinh tế này nọ. Nếu mà bị thế của Ukraine nha, thì lúc đó đó lực của Ukraine nó mạnh lên. Nó sẽ có nhiều cái lá cờ khác đi, nhiều bài cốc cũng được, mà sảnh cũng được, mà tanko cũng được. Hiểu không? Bài cầm chắc vậy sao không? Bởi, phải kỹ vậy mới được. Tại vì nước Nga bây giờ đó là nó bị cô lập. Những người thân Nga toàn là nhà nghèo không à. Nicaragua rồi này nọ thì không thể nào giúp kinh tế Nga lên được. Bây giờ nói gì ông bạn Trung Quốc mà giúp kinh tế Nga thì ai tin. Chứ tôi nhìn qua mấy nước khác chơi Trung Quốc nó ăn tới xương luôn. Nếu chiến tranh xảy ra thì NATO là chén kiểu, còn Nga là chén sành, đúng. Anh nói điểm này đúng. Chiến tranh xảy ra NATO là chén kiểu, còn Nga là chén sành. Bây giờ chén sành, chén kiểu muốn chơi với chén sành thì phải kiếm cái bùi nhùi. Thì em hỏi anh bùi nhùi là gì? Hoặc là kiếm cái chén sành khác, ốp vô chén kiểu mình đập. Nói chung đời mà, chén kiểu thì ít mà chén sành thì nhiều lắm. À, vô lý hơn nhưng miền Đông bây giờ cũng khác gì đã lấy đâu. Đâu em vẫn giỡn hoài, đi đêm thôi. Chứ giờ mà thử điều quân qua miền Đông có đâu có được. Nhưng mà Crimea thì họ điều quân qua được, hiểu không? Thân hiểu thân thì nói chung là nói chuyện chém gió qua lại nhau thôi chứ có gì đâu. Thì giờ Trung Quốc hỏi Nga, bạn nghĩ sao về Đài Loan? Thì Trung Quốc cần Nga chỗ đó thôi à. Xong rồi cái nói trời ơi, tôi tôn trọng quốc gì mọi giờ chính sách một Trung Quốc này nọ kia ABCD tất cả giải pháp hòa bình đồ nói như ai cũng nói hết. Thì chừng nào mà ví dụ như Trung Quốc chỉ đợi một câu thôi à, bà đánh Đài Loan tôi ủng hộ. Nghe chứ anh. Ờ thì Trung Quốc đợi Nga nói một câu. Nhưng mà cái Nga không nói câu đó. Mà ông Nga không đi bán hàng ông ơi. Ủa ông Nga là ông đi bán hàng. Bán dầu nè, bán củ cải đường nè, bán nông sản đồ. Mà tôi nói thiệt, cái Trung Quốc bây giờ nhập tới cái đó nó bỏ quà luôn rồi đó. Đồ của Mỹ có đóng chưa nhập được nữa. Tấm hợp. Trung Quốc cũng cay Nga lắm. Nhưng mà giờ thì ok, cái gì ông hộ này nọ. Vậy đó. Nga nếu thua sụp đổ thì NATO bị giải tán, bị Mỹ giải tán, EU bị bỏ rơi. Giải cái móc. Chấm hỏi. Nói chuyện nghe như nít. Bây giờ tôi thiệt các bạn là NATO bị giải tán, tôi lấn NATO quên Nga luôn. Không hiểu hả? Giải thích sơ sơ đi anh. Ủa vậy tôi hỏi NATO lập ra đây làm gì? Chống kẻ thù của Mỹ với châu Âu đúng không?
Thì giờ thí dụ Nga sụp là Nga sụp kiểu gì? Là Nga theo Mỹ đúng không? Thì giờ tôi lấn nguyên NATO ảnh luôn. Tôi kết nạp Nga vô NATO. Để làm gì biết không? Đánh xuống dưới anh. Trời ơi, quýnh bài đâu, nước đi không biết nữa, giải tán gì má. Giải tán là chẳng qua bài gió thôi. Mắc chứ đâu phải giải tán, vui chết. Không vui đâu thầy. Sao vậy? Thầy thắng thì mới vui chứ mấy bị giết gọi nó. Bây giờ nó nói về cạnh tranh với Mỹ và là Trung Quốc. Nga không thể. Không tin qua Trung Quốc hỏi. Tôi vẫn đánh giá cao Trung Quốc hơn. Thứ nhất, ít ra Trung Quốc nó còn cái cơ sở kinh tế để nó phát triển. Cái đó Nga không có. Mạnh hơn, ừ, đàn em đông hơn nữa. Bây giờ đàn em của Nga còn nhiều đâu. Mà nhiều khi mấy đàn em chung lại binh trong Trung Quốc hơn nữa, không có giỡn. Đàn em chung như Nikaragua nè, đàn em chung đó. Mà ít ra bú của Trung Quốc còn sức nông sản rồi, mấy cái này nè nào được. Dạ, vậy em nghĩ nếu mà Nhật Bản mà Trung Quốc với Nga nó giống như là nó kết hợp lại nhau, nó chống lại nó thôi. Quan trọng là nó kết hợp ở mức độ nào. Cái chuyện bằng mặt không bằng lòng á, chứ nó có thân nhau đâu. Tức là cần tí nó ủng hộ nhau trong những vấn đề của nhau. Về vấn đề của Nga là gì? Là Ukraine, là Crimea, là NATO. Vấn đề Trung Quốc là gì? Là năm cái vùng tự trị Đài Loan, Hồng Kông. Vậy thôi. Ông nào cũng cần ông. Tức là cái ông này cần ông kia ủng hộ mình. Đó. Nhưng mà Nga cao cờ hơn, ủng hộ vào một cái miệng xong rồi kêu bán hàng thêm cho ông Trung Quốc. Đó. Ông Trung Quốc thì phải mua dầu đồ 10 năm trả 1 euro. Putin cao lắm, Putin cao cờ lắm. Ngoài mặt chống NATO nhưng mà đồng euro mới chịu nha. Để làm chi? Tức là ông Putin nó chừa đường lui cho mình là để sau này đàm phán lại với NATO. À, ta chơi tiền tệ của mày nè, làm căng mày anh em mình nói chung là chén sống chung với nhau xích mích là chuyện bình thường, thì từ từ mình giải quyết thôi. Nóng quá. Nóng quá. Em cũng vậy, vui gì cũng được. NATO lâu nay là gánh nặng của Mỹ. Chứ đại dân chủ lên là nó bung tiền anh ơi. Cộng hòa nó tính nó nắng gần vậy thôi, chứ đại dân chủ lên là nó nuôi luôn á. Nói chung á, cái ông Trump á thì ông lên ông hơi bị cực đoan trong vấn đề an ninh. Đó. Ông hơi cực đoan thôi trong vấn đề an ninh là ông ép cái đồng minh quá, vừa hơi kệ nuôi cho nó chút đỉnh. Nhưng mà nắng chút đỉnh thôi để cho nó ói ra nhiều xíu rồi mình vẫn nuôi. Chứ ông bả ai ông cũng hâm thế hết. Ông hâm Canada luôn, ông hâm Mexico luôn. Trâm á. Nhưng mà ông hâm vậy dân thiết. Ông mà ông hâm mà ông đánh thiệt anh. Hả? Ông hâm mà ông đánh thiệt. Ông hâm đánh thế đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cái thời của ông Trâm á là ông đang tập trung Trung Quốc. Ông thấy Nga yếu quá ông bờ thôi. Chứ mà Nga nhoi lên là ông bụp NATO liền chứ đâu, bụp lại bút mana đó. Ông này cũng ghê lắm, mới giỡn đâu. Nhưng mà cái căn bản là có một bộ phận cố vấn ở dưới nữa, ông đã phát biểu thôi. Tức là mình làm sếp lớn mình lên mình chém gió cho vui, rồi ngày mai ngày mốt rồi em Út đính chính lại. Giải thích rồi không? Có một tiếng âm mưu mới ra. Trung đánh Trung Quốc, khỏi vậy Trung Quốc cho Trung bay ghế. Nói thì thôi chứ dễ bay không ơi. Cái kiểu đó nói là không có chứng cứ muốn nói sao nói thôi. Tức là để phân tích một cái sự kiện hiện tượng thì nó sẽ có nhiều cái thuyết âm mưu. Mà cái thuyết âm mưu đó cãi không được thì người ta cứ để cho nó tồn tại rồi thôi. Tại vì người ta nói cái sự kiện đó đến từ Trung Quốc. Thì nó nói vậy thôi chứ mà thì đúng là Trung yếu Trung bay ghế là tại Covid. Em lách rồi mà anh cứ nhắm vô vậy. Không, tại Covid thôi. Tất cả những cái quốc gia nào mà đi theo đường hướng của Mỹ với phương Tây là Covid đều toàn hết. Ngậy lúc đầu á. Không có cách nào mà ấy được đâu em. Cái đó nói thiệt. Đi theo Trung Quốc thì ok. Cùng lắm chết kinh tế thôi. Nó là bây giờ là sự khác biệt giữa những quốc gia đang đối phó với Covid. Nên cái chỗ này không có cãi được, không có bình luận được. Nó là như vậy đó. Nó gây ra nhiều cái vấn đề làm cho người dân Mỹ người ta nóng. Hiểu không? Người ta nóng, người ta bức xúc, người ta muốn thay đổi. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là bỏ phiếu qua thư. Thua chứ người ấy không có phụt đâu. Tại vì Mỹ đâu có chính danh gì đâu giải quyết. Nãy giờ Mỹ kêu quân đi quýnh, cùng lắm mà gửi thêm vũ khí cho thêm tiền thôi chứ giải quyết gì giờ. Nhưng mà ông Trump thì ông thường nhấn mạnh trong mấy cái đó. Nhưng mà riêng về vấn đề Nga thì thấy ông Trump cũng né rất là nhiều. Tức là em thấy theo cái tính cách của ông thì khu vực đó có vẻ là ông không để ý nhiều. Ừ. Nói chung ông Trump ông thích những cái gọi là công bằng thương mại.
quyền lợi của nước Mỹ à? Đúng rồi, công bằng thương mại. Mà công bằng thương mại thì Trung Quốc đang xuất siêu. Nó không ngồi đó, không gõ ông Trung Quốc hoài. À, Nga nếu thua sụp đổ thì NATO bị Mỹ giải tán. Không, cái này nãy em nói rồi, không giải tán đâu anh. Nó lấn qua tới Trung Quốc luôn, giải tán gì. Thế người ta đang thắng kêu thì giải tán bà. Thắng Trung Quốc nữa thì sao anh? Hả? Thắng Trung Quốc nữa thì sao? Thắng Trung Quốc nữa thì chắc là nói chung còn lâu ạ. Thí dụ như bây giờ phải có lý do gì thì mới bụp được chứ. Trung Quốc im im như sao bụp được, đúng không? Thì cùng lắm ta nói giờ mình làm ăn nhỏ, mình xuất siêu bạn làm cây cú vậy quê. Lúc đó là mấy nội mông. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, xã hội này mà người giàu người nghèo thì nhiều hơn người giàu, nó không ổn đâu. Vòng vòng nó cứ vậy hoài, lịch sử mấy ngàn năm nay nó vậy thì nó vẫn là vậy. Cái mình đang sống là sống trong giai đoạn nhỏ của lịch sử thôi, chứ mình không có là cái gì đại diện cho tất cả một chiều dài của nhân loại. Nên đời người ngắn ngủi lắm, tập tạ uống súp yêu thương nhau được rồi. Còn mấy chuyện này thì mình bình phẩm trên góc độ công tâm khách quan thôi, không đứng bên nước nào chống nước nào hết, nghe chưa? Nhưng mà mấy thằng mà nó bú đá thì phải lấy đá đó ra. Chứ mà nó bú đá quá. Tổng thống Putin thêm cấm vận cũng không thể ngăn Nga hành động. Rồi. À, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow không thể tránh khỏi các lệnh cấm vận của phương Tây, nhưng không có lệnh cấm vận mới nào có thể ngăn cản Nga làm điều nước này muốn. À, đài RT tối 20 tháng 2 đưa tin phát biểu của một cuộc họp báo với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Moscow ngày 18 tháng 2. Tổng thống Putin cảnh báo không có lệnh cấm vận mới nào có thể ngăn chặn Nga làm điều nước này muốn, vì Moscow đã có kinh nghiệm đối phó các lệnh cấm vận trong nhiều năm. Thôi ghê ta. Ông Putin còn khẳng định Moscow không thể nào tránh khỏi các lệnh cấm vận của phương Tây, vì mục tiêu của phương Tây không nhằm thay đổi hành vi của Điện Kremlin mà thật ra ngăn cản sự phát triển của kinh tế Nga. Tổng thống Moscow cũng tuyên bố Moscow tin rằng những lệnh cấm vận từ phương Tây là không chính đáng và gọi chúng là công cụ không công bằng của Mỹ và các đồng minh. Putin nhấn mạnh cách duy nhất để Nga và Belarus giảm nhẹ tác động của lệnh cấm vận này là cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế thay thế nhập khẩu. Tóm lại là giờ Nga không sợ cấm vận nữa. Ừ. Nói cứng vậy thôi, cấm vận đau chết. Đương nhiên nó phải nói cứng vậy, em hiểu không? Không ra nói mềm. Gà, mày gà tây là gì là tây á. Má nó nói là cái gì văn hóa phương Tây chả là con mẹ gì, lịch sử phương Đông mới là số 1 rồi. Tao nghe tao muốn chọi bể tô cơm luôn. Tao nói thầy nào mà cho tốt nghiệp ra trường vậy? Má, lúc mà Alexander đại đế mà đi quýnh lộn á thì bên đây chắc còn phục hy với thằng nông. Nói hơi lố nhưng mà nói hơi lố bạn. Nhưng mà giờ mấy bạn lên mạng bằng sệt cái ông Alexander đại đế đi quýnh lộn nào hả? Quýnh lộn nào? Không, giờ hỏi bạn thằng Zeus thằng gì nó có nào vậy? Tao hài nhất là ông nội đó. Rồi ông nói là phương Tây không phát minh được cái gì, nói là phát minh chủ yếu là phương Đông. Nói mình là người phương Đông thì đúng, nhưng mà mình nói chuyện phải lòng tự trọng chút, nói đâu đó nó được á. Vậy tôi hỏi ông định được Archimedes phương nào, Pythagore, rồi 1, 2, 3 Newton, rồi thuyết tương đối, thuyết gì tôi nói hẹp tôi nói rộng, Einstein, Lauve Planck, Michael Planck, đúng không? Nói vậy xa quá anh. Zinedine Zidane. Nói nghe luôn á. Nói nghe thì ngứa nách. Nói cái đơn giản thôi, giờ điện của quốc gia nào đủ rồi. Ừ, mày nói tới điện tao mới nhớ ông nào phát minh nữa. Điện thôi đủ rồi. Nhờ có điện. Máy bay của ai phát minh? Mẹ vừa thôi. Em chưa kịp ra xong luôn á. Nhờ có điện nên giờ cái công nghệ xây dựng mới phát triển. Bây giờ phương Đông của mình nè. Mình nói phương Đông mình nào làm được máy bay thương mại? Phương Đông ha, máy bay thôi. Máy bay thương mại nha. Còn mấy máy bay mà la lái đồ lắp mô đun vô dặn ốc đồ gì đó không mình lận. Cái máy bay mà thương mại khó quá thầy ơi. Bây giờ phát minh chắc lấy mình lửa giấy gì đó, ok đương nhiên phương nào chắc có đúng không, nhưng mà mình nói là
phương Tây không có khỉ gì á, tất phần lớn là phương Đông, nói vậy nghe được không? Giờ nói luôn là Mendeleev là Nga đúng không? Phương nào luôn? Phương nào? Phương Bắc. Gãi nổi. Phương nào các bạn? Rồi Marie Curie phương nào? Lomonosov phương nào? Shakespeare người Anh là phương Tây rõ ràng rồi, bạn cãi gì nữa? Chắc đó nó phương Tây rồi, nó Hoa Kỳ á. Bỏ em mới nói gà Tây đó. Còn giờ không có hỏi tao đọc thằng nào nói gì cho mấy cái viết nhọn bên Ai Cập nó phách. Tức là giờ có một cái vụ gì á, làm cái công viên mà trong công viên toàn đồ ăn cắp á, đồ phách á, là mấy công trình kiến trúc mỹ kỷ qua kỳ quan đồ phách của nước người ta đó. Xong rồi nghe đồn nước kia nó kiện. Rồi xong rồi nói đã gì nhiều đồn mấy thằng Tây cũng phách từ lưa hết trơn, kiện gì này nọ ABC á. Thì á, chỗ đó mình cũng có góc nhìn nha các bạn. Mình làm sai người ta kiện mà còn đi lớn tiếng nữa. Cái đó là sai rõ ràng chứ nữa. Đúng không? Đó là sai. Ông đang nhái của người ta làm sai rồi, ông cốc công nguyện bội bị biện khỉ gì, tao không kiện thôi, người ta kiện mình phải chịu. Cái nhất cái thứ hai nữa, mấy cái viết đó mà kiện mà phách khỉ với phách đồ thiệt không đó ông má. Mấy cái viết đó là hồi Nabu Đông đi quýnh lộn đó. Là đi lấy về, đi xu cũng Ai Cập quá trời luôn. Lấy về. Xong rồi cấm ở bên nước Pháp này nọ đó, rồi xong rồi quá trình đánh lộn rồi xu qua xu lại. Đó, nó không phải viết, không phải đồ phách đâu, nghĩ sao phương Tây cho đồ phách má. Ủa anh, vậy giờ em nói công nghệ làm nhái của phương Đông được không anh? Công nghệ làm nhái, nhưng mà cái vấn đề mày đang là vi phạm thông luật pháp, thông lệ quốc tế, nói chuyện kỳ á. Sao không trí tệ của mày ở đâu? Mày xài WinRAR mà to mồm. Đúng không? Nào hiểu WinRAR to mồm rồi. nói nghe chơi rồi. Xài WinRAR mà to mồm. Cuộc đời tao không xài WinRAR luôn á. Hồi xưa là anh xài Win là bản quyền của Microsoft, nó bán cho sinh viên á. Nó tặng sinh viên trường đại học. Xong rồi mấy thằng ở trên đó đem lên mạng bót lại cho người ta xài chùa.